Xin chào tất cả các bạn, ta là chú bùa Điệp Trai. Ra cánh đồng này gặp cỏ, ta phát hiện ra một chuyện lạ. Con heo đằng sau mông ta nó cũng ăn cỏ này. Các bạn thấy không, nó đang gặm cỏ đấy. Ui dồi ôi. Này thằng heo. Đứa nào gọi tao đây? Mà tao là con gái nha, đừng có gọi tao là thằng. Ui dồi ôi, tao mà biết được mày là con đực hay con cái, tao kệ, thôi cứ gọi mày là thằng được không? Không được, mày nhìn lại đi, nhìn lại mặt hàng đi. Nhìn thấy chưa? Đấy, ngon gái như này cơ mà. Con thì tao không cần biết, nhưng mà sao mày lại ăn cỏ? Tao ăn cỏ tại vì tao đang ăn kiêng. Ôi, lần đầu tiên tao thấy heo ăn cỏ đó. Tao tưởng heo ăn cà rốt cơ mà. Hay là mày ăn nhiều cà rốt quá, bây giờ mày bị bệnh ngu rốt, mày chuyển sang ăn của, ăn nhầm mà. Tao không ăn nhầm, tao vẫn có cà rốt ở đây này. Thì tao ăn cà rốt cho mày xem. Ôi rồi, thôi, không ăn được cà rốt rồi, tao lại đi ăn cỏ đây. Các bạn ơi, hình như con heo này nó bị thần kinh rung rinh giống phải đinh rồi. Heo ơi, heo. Cái gì? Tao nghe mọi người nói bảo là những đứa ngu thường được ví với con heo. Người ta bảo là ngu như heo đúng không? Thế thì mày lại ngu rồi. Người ta chỉ bảo là ngu như bò thôi. Chính là ngu như mặt mày đấy. Các bạn ơi, điều rõ ràng là ngu như heo. Mình vừa thấy con heo nó ăn ngu còn gì, nó đi ăn quả của bò. Ngu như heo. Không bao giờ heo ngu nha. Heo là như tao là xinh gái. Thấy chưa? Hồng hồng xinh gái. Ai như mày, úi dồi ôi, mặt thì đen xì ra. Người ta chỉ bảo là ngu như bò thôi. Thứ thô thiển. Ngu như heo, không cần biết ngu như heo. Các bạn bảo là ngu như bò là đúng rồi. Mày cái đồ ngu như bò. Mày dám đánh tao hoặc con heo này, tao đấm mày lại luôn. Ngu như heo thì của. Ngu như bò thì có nha. Ngu như heo. Chúng ta. Ui, đúng là lại ngu như bò lại còn đánh cả con gái nha. Kệ, ngu như heo. Đấm nhau đi. Ây da. Vậy là đã hết một ngày. Ngày hôm nay mình bận quá. Ăn với tắm, tắm với ăn, rồi ăn với tắm, rồi lại tắm với ăn mấy lượt. Ôi, cuối cùng thì cũng đã được trở lại căn phòng này để đi ngủ rồi. Vui quá. Ôi, trước khi mình đi ngủ, mình sẽ nhảy một điệu nhảy cho nó thật là tỉnh táo. Hay. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Vỗ tay. Ui dồi ôi, nhảy giỏi quá. Nhảy giỏi thế này là đi ngủ đúng rồi. Thôi. Đi ngủ luôn. Thôi. Đi ngủ thôi. Ngủ để còn lấy sức, còn tắm với ăn tiếp. Tắm với ăn nhiều mệt quá. Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình. Trước khi xem tiếp video ngày hôm nay, các bạn đừng quên giúp mình cách bấm nút like video, bấm đăng ký kênh và xem quảng cáo trong video để ủng hộ mình nhé. Yeah. Rồi các bạn ơi, các bạn có biết không, dạo này ốc rất là lười luôn các bạn ạ. Đấy, chỉ có tắm xong, nấu cơm ăn rồi lại đi ngủ. Gần như thằng bé nốt rồi, lười như hủi luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ qua nhà ốc cho các bạn xem nhé. Rồi. Rồi, đây không có dưới bếp, không có trong nhà tắm, chắc chắn là đang ở trên giường ngủ rồi. Đấy, biết ngay mà các bạn đây này. Đấy, đang ngủ đây này. Đấy các bạn thấy không, ngủ còn ngáy khò khò những con bò kêu luôn. À, lười quá, sao mình quen ai người đấy cũng lười như thế nhỉ? Rồi bây giờ mình đã nghĩ ra cách để cho ốc chăm chỉ hơn rồi. À, đây có cái tivi đúng không các bạn? Bây giờ mình sẽ bê cái tivi này để lên chỗ giường của ốc đi ngủ, rồi bật thật là to lên cho ốc thức dậy các bạn ạ. À, rồi. À, sẽ đập cái tivi này mang lên trên đấy. Rồi, mình sẽ để ở đầu giường này. Đấy, các bạn ơi, mình sẽ bật kênh nào đấy lên nhá. Để cho ốc ồn ào, ốc không ngủ được nữa. Không, suốt ngày ngủ này thì lấy gì mà ăn, ha? À, chúng ta mình sẽ bật một kênh lên. Ôi các bạn ơi, đây mình đã bật một cái chương trình cực kỳ là hot của thầy giáo Huấn Hoa Hồng dạy online các bạn ạ. À, đấy, quả này cho ốc học thôi. À, ốc không ngủ được, lúc đấy ốc dậy là ốc chắc chắn sẽ phải đi làm các bạn. Còn bây giờ mình ra khỏi nhà ốc đây.
Ông tí ốc biết là mình vào đây mình cho nó, ốc đập cho mình không trượt phát nào thì chết. Đấy, kêu là phải chết, chả ai biết đâu. Mà đi ra ngoài đây. Rồi, ra ngoài ngồi ghế tiếp đây. Mà mình không nên ngồi ghế đây nữa, mình chạy về nhà mình luôn. Các bạn đừng kể cho ốc nhá, ốc mà biết là ốc đánh mình đó. Rồi, trốn về nhà thôi. Ui, cái gì đây, ui, ai bắn đây, ê, không phải, ui, tivi nhà mình tại sao lại ở đây, mà lại đang chiếu chương trình gì thế này? Chỉ có làm, chịu khó, cần cù thì bù siêng năng, chỉ có làm thì mới có ăn, những cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn nha, ăn cứt. Ui, đúng rồi. Thầy giáo dạy online à? Rồi ui, đúng là chắc là thầy giáo này thấy mình lười quá nên là đem cả tivi đến dạy mình đây mà. Mình không muốn ăn cứt đâu các bạn ơi. Mình phải đi làm việc để có cơm mà ăn thôi. Ui chết rồi, đập cả đuốc rồi. Ôi đúng là ăn hại mà. Ôi trời ơi. Ui bây giờ mình phải ra thu hoạch luôn thôi. Mình phải ra làm vườn thôi. Ui dồi ôi, không làm thì không có ăn đâu. Đấy, ui đúng là mình lười quá. Cây nhà mình thu hoạch được rồi mà mình chẳng thu hoạch đi. Ui, ta sẽ làm việc. Ta sẽ chăm chỉ, ta sẽ làm việc. Lúc đấy ta sẽ có rất nhiều tiền. Có rất nhiều tiền thì ta sẽ buồn phiền. Ta sẽ buồn phiền bởi vì ta không biết làm sao để lại tiêu được hết tiền. Ui đúng rồi. Phải chăm chỉ lên. Xin chào tất cả các bạn, chúng tôi là những anh da đen khiêng hòm. Hôm nay chúng tôi quay trở lại và ăn hại hơn xưa. Phát hiện ở đây có một con bò và một con heo, chúng nó bị chết. Trông chúng nó chết một cái dáng rất là ngu phết. Còn chúng tôi thì rất là vui phết vì bây giờ chúng tôi có thứ để khiêng hòm rồi. Các anh em bỏ hai con này vào hòm rồi chúng ta khiêng nó đi thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta khiêng cả động vật à? Tưởng chỉ khiêng mỗi người thôi. Mẹ cha, cái con cừu này mày cũng muốn bị khiêng đi à? Sao mày cứ đâm vào người tao thế này? Đấm cho mày một cái này, lượn đi. Ôi dồi ôi, các anh em ơi, giờ người chết ở trong Minecraft ít lắm. Thôi vớ được con gì chết chúng ta cũng khiêng nó đi thôi, không để đây nó hôi lắm. Thôi anh em bỏ nó vào hòm khiêng đi. Ôi các bạn ơi, mình vừa làm việc xong rồi các bạn ạ. Bây giờ đi ra ngoài tí đi. Mình vừa tra trên mạng vừa biết được bọn anh da đen khiêng hòm lại xuất hiện ở chỗ quanh nhà mình rồi các bạn ạ. Ôi bực mình quá, mấy hôm trước vừa đuổi được đi rồi bây giờ lại quay trở lại. Mấy anh da đen này còn bị hâm nữa các bạn ạ. Lắm hôm người ta đi ngủ cũng tưởng người ta chết xong vác hòm đến khiêng cơ. Đấy, xong người ta trượt chân ngã cũng mang đến hòm đến khiêng người ta đi, bỏ hết vào quan tài các bạn ạ. Không cần biết người chết hay người sống. Đấy. Bực mình quá. Còn bây giờ mình sẽ chạy sang nhà ốc. Hôm nay mình tính là chúng ta sẽ bẫy anh da đen các bạn. Chúng ta sẽ cho ốc giả vờ chết rồi chế tạo mấy cái bẫy để anh da đen đến, rồi mình chôn anh da đen luôn các bạn ơi. Dám đến đây à? Cho bị tròn tới bến luôn. Sao hôm nay ốc chăm chỉ đấy. Mình biết vì sao rồi. Hôm qua mình để cái tivi ở trên chỗ giường ốc ngủ ấy, cho ốc bằng thầy giáo huấn hoa hồng ấy. Hôm nay ốc nghe thầy giáo dạy xong bây giờ khai sáng đầu óc rồi nên là bây giờ chăm chỉ đi làm ấy. Ốc ơi, hôm nay em chăm chỉ thế. Ôi, anh Bê Quy Thành à? Anh phải chăm chỉ lên, trời ơi, không có chỉ ăn cứt thôi. Trời ơi, chỉ có em mới lười được chứ anh ngày nào chả chăm chỉ, anh ngồi máy tính làm việc cả chiều nay làm video các bạn xem đấy. Có mỗi em lười ăn với ngủ với cả đi tắm thôi. Tắm nhiều mòn da mòn thịt đấy. Thật ra là đấy cũng là công việc mà em bận tắm với ăn với ngủ mà. Đấy là việc của em, nhưng mà việc đấy thì em không có cái gì ăn nên bây giờ em phải trồng cây đây này. Được rồi, mà anh bảo này, anh vừa mới phát hiện ra là mấy anh da đen khiêng hòm lại quay trở lại cái khu của chúng ta đấy. Ui thế à anh, thôi chết rồi, nó lại khiêng em đi đâu rồi, hôm nay em không dám ngủ luôn. Bây giờ anh nghĩ là bây giờ chúng ta nên đi chọn mấy anh khiêng quan tài đi, tại vì mấy anh ấy đến đây là toàn khiêng em đi thôi. Cho này á? Ui, làm kiểu gì? Bây giờ chúng ta sẽ chế tạo bẫy để bẫy mấy anh da đen đến đây, rồi tí...
dụ anh ra đen đến đây bằng cách là em sẽ giả vờ chết nhá. Đó, được chưa? Ui, cho em giả vờ chết thế thì nó khiêng em, nó chôn em luôn như lần trước thì làm thế nào? Không, mình chế tạo bẫy sẵn rồi. Nó đến đây nó dẫm vào bẫy một cái làm sao mà khiêng thì em đi. Rồi, bây giờ anh bảo nhá. Rồi, anh sẽ cho em cái rìu để em ra chặt gỗ đi. Đó, cầm lấy cái rìu đi. Cái rìu anh để chỗ quả dưa hấu này. Đây, 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 đây. Đó, cầm lấy cái rìu đi. Đấy, em sẽ rồi. Em sẽ ra chặt gỗ nhá. Còn anh sẽ đi cắt cỏ. Xong chúng ta sẽ đào một cái hố bẫy. Đó, bẫy sụt hố ấy. Được chưa? Rồi, 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 rồi. Vàng, vàng, vàng. Rồi em ra chặt cây đi, anh sẽ đi cắt cỏ trước. À, chặt nhiều nhiều quá, chặt nhanh lên. Đâu rồi? Ông cứ chặt gỗ nhá, chặt vừa vừa thôi rồi quay trở lại đây. Bây giờ mình sẽ đào một cái hố ở đây các bạn ơi. À, đấy. Đào một cái hố to to ở đây. Vì chúng ta bẫy sụt hố mà các bạn, nên cần một cái, có một cái hố ở đây. Đó, đào sâu sâu xuống. Ốc vẫn đang chặt gỗ kìa. Chặt nhanh lên ốc ơi. Ui dồi, em còn chặt nhầm phải đất rồi. Chỉ em lại cần cái điều chặt đất ạ. Đào cái hố đây, đào sâu sâu xuống các bạn ạ. Hợp lý rồi. Và cái hố như này thì mấy anh da đen chắc chắn đi đến đây anh sẽ nhìn thấy và anh sẽ không đi xuống đâu các bạn ơi. Thế bây giờ chúng mình sẽ chế tạo một cái lớp cỏ giả giả ở bên trên. Để khi đến đây anh đi dẫm vào cái lớp cỏ này, không biết đó là cỏ ở dưới nó sẽ có một cái hố. Và dẫm sụt một phát thì rơi xuống đây luôn. Ốc ơi, em chặt gỗ lâu thế, chặt ít thôi, về đây đi. Đây đây đây, em đến đây. Trời má, bà đi chặt gỗ, bà vào tận rừng sâu bà chặt, chắc là định làm lâm tặc à? Chặt hết cả rừng à? Tại vì anh còn nói là phải chặt nhiều hay chặt ít đâu, em cứ chặt nhiều nhất có thể luôn. Này, vứt vứt gỗ đây cho anh, vứt gỗ đây, vứt gỗ đây. Đây. Đấy, nhiều chưa, nhiều chưa. Đấy, em dành cả thanh xuân đi chặt gỗ đấy. Bây giờ sẽ sử dụng cái bàn làm việc này, tạo ra rất là nhiều cái que. Đấy. Sau đó sẽ chế tạo một cái thảm cỏ giả ở đây. Để cỏ lên đây như này. Đó, chúng ta sẽ có những cái thảm cỏ giả này các bạn ạ. Đấy, sau bây giờ mình sẽ lấp ở trên miệng hố này. Đó. Từ chúng ta phải lấp đấy các bạn thấy không? Nó sẽ mỏng. Đó, nó sẽ mỏng mỏng như thế này thôi. Và mấy anh da đen đi qua không biết là dưới này có một cái hố dẫm vào để sụt một phát thì rơi xuống hố luôn. Đấy. À, đợi anh lấp vào đây nhá. Đấy. Quên mất là lúc nãy không kiếm cái gì xúc lava đổ xuống dưới, nhưng mà thế là chôn chết anh da đen luôn đó. À, tí chúng ta kiếm, nếu mà ghét anh da đen chúng ta có thể mấy anh rơi xuống hố rồi mấy anh không lên được, mình sẽ đổ lava xuống đúng không các bạn? À, được chưa? Đây 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 đây, chúng ta sẽ bỏ đất đây và đánh dấu ở đây bằng một cái đó. Đó, được chưa? Em đừng có đi vào đấy nhá, em thử đi vào cái này không ra được luôn. Dẫm nhẹ vào xem nào. Đi. Cái nào? Đi vào cái vòng tròn này á? Ờ, cái vòng tròn sát đây. Đi vào đi. Đậm. Anh lại lừa anh em gì? Không thật, đây. Anh đi thử cho xem. Đấy, mất máu luôn. Chết rồi, ra ra đây. Ra ngoài, ra ngoài. Ui, anh lừa em. Biết ngay mà. Ơ, anh có táo vàng à? Anh không cho em táo vàng à? Đây, ăn táo vàng đi, hồi máu đi. Đó, đấy là một cái bẫy. Bây giờ, đây, sẽ đặt mấy cái quả bẫy á. Ông ơi, ra đây. Bây giờ chúng ta sẽ, đây, cho em mấy cái này đặt nha. Đấy, lộm đi, lộm đi. Và bây giờ chúng ta sẽ giải giải ở đây này, đó. Em sẽ giải thành xa xa nhau ra, dẫm vào cái đấy là sẽ nổ đấy, đừng có dẫm vào nhá. Đấy, em giải 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 ở đây này, đó. Tí cho mấy anh da đen đến đây, không mấy anh dẫm vào đấy phát nổ tung luôn, hiểu không? Có chắc là các anh ấy dẫm không hay là em dẫm? Em thử dẫm vào xem có sao. Thôi em chết ở đấy thì làm nào. Đây đây đây, ra đây anh thử cho mà xem này, đó. Đây. Cái này hơi bị lợi hại luôn. Đây. Đâu? Đâu? Đây nhá. Từ từ. Phải đặt ở đây. Tí nó nổ đó, nhìn nè, nhìn anh dẫm. Ờ nhìn. Đâu, 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 đâu. Nhìn anh dẫm vào này. Đó. Ui giời. Thấy chưa? Ui giời. Ôi nát cả khu này luôn. Các bạn thấy chưa? Nổ cực kỳ là kinh luôn, mà cái khu kia đặt nhiều thế thì mà mấy anh da đen dẫm vào chắc là nổ banh xác luôn. Đó, bây giờ thôi chúng ta núp vào trong nhà rình xem đi. Ốc ơi, đặt thế thôi, tí nổ tung cả khu này. Em đặt nốt. Ui giời. Ui giời. Cái gì đây? Ui giời. Chịu em đây. Tự dẫm vào cái bẫy của mình làm ra. Ôi giời ơi, đúng là ốc ngu ngốc các bạn ơi. Ôi giời ơi, lấp lại đây. Lấp lại đây cho nó phẳng đi. Ôi các bạn ơi, sau một lúc thì bọn mình cũng đã sửa lại cái khu bẫy này rồi. Ốc ơi, bây giờ anh bảo này, bây giờ anh sẽ đánh em nhá, rồi em giả vờ chết để bọn mấy anh da đen khiêng quan tài kia đến rồi cho mấy anh ấy dẫm bẫy. Được không? Anh đánh đừng làm em chết thật nha. Ừ, nhưng mà chết giả vờ đấy. Em giả vờ chết thôi. Bây giờ đây, ra đứng ở chỗ này nè. Ở đứng trước cửa nhà em này. Đó rồi. Làm chết đây luôn à? Từ từ anh chém em xong em mới giả vờ chết. Đó, nào, nào, nào. Chém nhẹ nha. Ốc,
anh sẽ giết em. Đấy, ông giả vờ chết rồi các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ đợi anh da đen đến. Xem anh da đen có dẫm bẫy không nhá các bạn. Các bạn ơi, bọn mình đi đến đây thì tự nhiên bị nổ tung, không hiểu vì sao mà rất nổ tung. Thế là anh em của mình, rất nhiều anh em bị hy sinh các bạn ạ. Đây này, nằm vật hết ra đây rồi. Còn có đứa chết còn mỗi bộ xương không? Ý, thật là đáng thương. Tại sao bạn chết thảm thế, còn mỗi xương thế này? Ôi, còn anh này bị thương, còn mấy anh này nằm chết hết rồi. Ôi các bạn ơi, còn anh này ngồi bị thương rất là nặng, sắp chết rồi đây này. Ôi, quan tài thì rơi xuống đây, bung cả nắp ra. Ui. Anh ơi, sao anh úp mặt vào tường như đứa không bình thường thế? Ôi, anh cứu tôi đi. Ôi các bạn ơi, hình như ở đây có ai hãm hại tụi mình ấy. Nhưng mà mình sợ chết lắm. Thôi anh cứ ở đây đi, tôi bỏ chạy trước đây. Mình phải chuồn khỏi đây nhanh, mình cảm thấy ở đây không ổn các bạn ạ. Phải chuồn khỏi đây thôi. Mình phải chạy trốn khỏi đây. Đây này, bọn mình đi đến đây tự nhiên nổ tung. Mình biết vì sao rồi. Đây là những cái bẫy thì phải, nếu mà dẫm vào đây sẽ nổ tung. May lúc đấy là mình không đi trước, mình không dẫm vào đầu tiên, không thì mình cũng chết như họ rồi. Bây giờ mình phải bỏ trốn thôi, mình phải chạy trốn thôi, mình không ở đây được. Cho mình lại rơi xuống đây. Ở đây lại có một cái hố thế này. Có ai hãm hại mình thì phải. Thả tôi ra đi, sao lại cho tôi rơi xuống hố như một thằng ngố thế này. Thả tôi ra đi. Có biết tôi là ai không? Tôi là anh da đen khiêng hòm đây. Đứa nào bẫy tao, tao đến nhà khiêng hòm. Nhưng mà bây giờ mình bị rơi dưới hố rồi. Làm sao mà thoát ra khỏi đây được. Cứu tôi với, cứu mình già. Cứu mình già. Các bạn ơi, sau một lúc thì mấy anh da đen đã dẫm hết mấy cái bẫy của bọn mình đặt ra rồi. Ông ơi, em dậy được rồi đấy. Dậy đi, dậy đi. Ui ui, đâu rồi, chúng nó đâu rồi anh ơi? Đây, bây giờ chúng ta ra xem nhá. Chúng nó dẫm hết mấy cái bẫy của mình luôn. Đây này, đây này. Đó. Mà từ từ để anh phá mấy cái bẫy này đi. Đó, đập đi, đập đi. Em đập mấy cái bẫy đi không, tí mình tự dẫm vào á. Lấy tay đập đi. Đó, đúng rồi. Đây, đây. Phá đi không, tí dẫm vào thì chết. Rồi, đây này. Bọn nó đến đây dẫm cái bẫy của mình nổ tung rồi, mấy thằng bị chết luôn này. Nằm phọt máu ở đây luôn. Úi dồi ôi, ta có thằng nổ một phát thành hóa thạch luôn rồi anh ơi, còn mỗi bộ xương. Chắc thằng đấy đi đầu nổ bùm một phát bay hết ra thịt đi luôn rồi. Nhưng mà các bạn ôi. Nhưng mà các bạn ơi, bọn này nó vẫn hồi sinh được đấy, nên là bây giờ nó có thể hồi sinh ở nơi khác, nó không ở nơi bọn mình nữa. Đây còn một thằng nữa đang tính bỏ chạy thì dẫm ngay cái hố sụt hố của mình. đâu. Đây đang đứng rồi. Đây thấy không? Ra đây, dưới hố này. Ui, anh ơi, thằng này chết mà vẫn đứng được hả anh? Đâu, thằng nó này... đã chết chưa? Thằng này chưa chết mà, thằng này nó bị thương nhưng mà nó tính bỏ chạy bỏ đồng đội đấy. Nó giống hố của mình. Cứu tôi, thả tôi ra đi. Ở lâu đi nhá, cứ đứng ở dưới đấy đi. Tính đến đây để khiêng ốc đi à? Các bạn không biết chứ, mấy tập lần trước bọn nó rất thích khiêng ốc đi các bạn ạ. Đấy, ốc đi ngủ chúng nó còn tưởng chết, chúng nó vác quan tài đi khiêng. Đấy, ốc ở bây giờ chúng mình đây. Anh có sẵn cái quan tài. Chúng mình khiêng nó luôn đúng không? Bây giờ đợi. Đấy, đợi nó chết chúng ta bỏ nó vào quan tài, chúng ta khiêng nó luôn. Này nhá, anh da đen, bây giờ chúng tôi sẽ đợi anh đứng ở dưới hố đến khi nào chết chúng tôi sẽ bỏ anh vào quan tài và khiêng anh đi. Để xem cảm giác của anh như thế nào. Đúng rồi đấy, đáng trời. Dám khiêng tôi à? Hôm nay tôi khiêng lại. Thả tôi ra đi, tôi xin lỗi mà, lần sau tôi không khiêng nữa, đừng khiêng tôi. Thôi kệ ông ta đi. Ôi các bạn ơi, bây giờ các bạn muốn mình thả ông ta đi hay là đợi ông ta chết rồi bỏ vào quan tài khiêng thì hãy bình luận phía dưới video nhá. Và có lẽ tụi mình cũng sẽ dừng cái video tại đây các bạn ạ. Hôm nay bẫy được mấy anh da đen khiêng quan tài rồi, tính đến đây khiêng ốc tiếp á, còn lâu nhá. Ốc này thoát tội bị khiêng rồi.